Những người có kiến vô vi có thể lại trước kiến vô vi. Một lại báo hiếu cho cha, một lại báo hiếu cho mẹ, và luôn tiện làm cho tất cả những thần kinh được hoạt động lại. Máu huyết điều hòa sau khi lại, mỗi lần lại 50 lần. Khỏe mạnh, tim gan tốt.